Cô chào tất cả các em. Tiết học hôm nay của chúng ta có chủ đề là âm nhạc nước ngoài, gồm có những nội dung như sau. Nội dung thứ nhất, học hát bài Hô La Hê, Hô La Hô, dân ca Đức. Nội dung thứ hai, âm nhạc thưởng thức, giới thiệu về nhạc sĩ Mozart. Trước khi vào bài học, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh nước Đức các em nhé. Nước Đức thật là đẹp phải không các em? Sau đây cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài hát Hô La Hê, Hô La Hô, dân ca Đức. Các em cho cô biết bài hát được viết ở nhịp mấy và bài hát gồm có mấy câu? Bài hát được viết ở nhịp 24. Nhịp 24 là mỗi nhịp gồm có 2 phách. Mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh và phách thứ hai là phách nhẹ. Bài hát được chia làm 4 câu. Các em quan sát bài. Để hát đúng cao độ của bài hát, chúng ta sẽ cùng nhau luyện gam đô trưởng các em nhé. Chúng ta sẽ đọc gam đô trưởng từ thấp lên cao. Cô mời các em đọc gam đô trưởng từ cao xuống thấp. Và bây giờ các em sẽ nghe bài hát mẫu.
mời các em nghe lại bài hát một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ hát bài hát Hô La Hê, Hô La Hô với phần nhạc đệm các em nhé. Ta sẽ hát bài hát lại một lần nữa nha. Các em chú ý hát to, rõ lời và đúng tính chất của bài hát. Tiếp theo, cô mời các em nghe phần trình bày về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Mozart. Mozart sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756 tại Dansebourg, miền Bắc nước Áo. Cha cậu là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhạc sĩ dương cầm tài hoa. Khi Mozart 3 tuổi, cha dạy chị gái đánh đàn piano. Tiếng đàn cất lên, cho dù có đang chơi đùa thì cậu cũng dừng lại và lặng lẽ lắng nghe cha giảng. Chỉ cần chị rời khỏi ghế đàn là cậu Mozart bé nhỏ tới chiếm chỗ và đánh lại đầy xúc cảm khúc nhạc mà chị vừa được dạy. Đôi khi cậu có thể đánh chính xác không sai một nốt nào. Khi Mozart tròn 4 tuổi, người cha bắt đầu chính thức dạy cậu đánh đàn piano. Thỉnh thoảng ông cũng cho cậu kéo đàn violon. Ông nhanh chóng nhận thấy rằng con trai mình có một tài năng âm nhạc phi thường. Năm 1761, Mozart được 5 tuổi. Một người bạn của cha đang thổi kèn trong dàn nhạc cung đình đến nhà chơi. Vừa bước vào phòng, ông khách đã thấy Mozart đang cầm bút lông ngỗng, trên tay vẻ rất trịnh trọng viết cái gì đó. Đôi khi còn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ra chiều rất suy tư. Ông khách lại gần tò mò hỏi: Chào cháu, cháu đang viết gì vậy? Mozart ngước nhìn người khách, rồi lại cúi xuống viết tiếp. Vâng, thưa ông, cháu đang viết một bản concerto cho đàn piano. Bản concerto cho đàn piano. Cha cậu ngạc nhiên hỏi. Vị khách cho rằng Mozart đang đùa liền cười. Cháu đưa cho bác xem cháu đang nghịch gì nào. Mozart vẫn chăm chú viết. Vâng, bác đừng vội, hãy đợi cháu một chút. Một lúc sau, Mozart đưa sáng tác của mình cho bố và ông khách xem. Hai người lớn mới nhìn nhau cười, bởi họ đều nghĩ một đứa trẻ 5 tuổi thì có thể viết được gì cơ chứ. Nhưng khi xem đến bản nhạc, họ đều ngạc nhiên vô cùng. Người cha xúc động đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy cậu con trai bé bỏng. Còn ông khách giọng đầy kinh ngạc nói: Trời, đây quả là một bản concerto. Nó không những chuẩn xác về nhạc lý
mà còn thể hiện cả những kỹ thuật diễn tấu phức tạp nhất. Mozart nghe vậy liền đáp: Đúng vậy bác ạ, cháu cố ý cho khó thế, chứ nếu không làm sao có thể gọi là bản concerto được. Để cháu đánh cho bác nghe nhé. Nói rồi, cậu chạy lại cây đàn và đánh bản concerto vừa viết. Lần đầu cậu đánh còn chưa quen, lần sau thì đã có vẻ trôi chảy hơn. Từ đó, cha cậu càng chú ý đến việc bồi dưỡng khả năng âm nhạc cho con. Nhờ thế mà tài năng của Mozart nhanh chóng được phát triển. Ông còn đưa Mozart đi lưu diễn 3 năm khắp nơi, khiến cả châu Âu phải sửng sốt. Cậu bé 6 tuổi, mặc chiếc áo màu tím nhạt, đầu đội tóc xoăn giả, lưng đeo một thanh kiếm nhỏ. Cậu ngồi trước cây đàn, những ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn, trình diễn tất cả các tác phẩm của các tác giả nổi tiếng. Bất kỳ kỹ thuật diễn tấu khó đến mức nào, cậu cũng đều xử lý rất thành thạo, khiến người nghe phải nể phục. Mọi người tôn Mozart là thần đồng âm nhạc, là hiện tượng kỳ diệu của thế kỷ 18. Năm 12 tuổi, Mozart hoàn thành một vở nhạc kịch lớn chỉ trong vòng một tuần. 13 tuổi, cậu cùng cha chu du khắp Italia, vừa biểu diễn vừa sáng tác. Ngay từ lúc đó, cậu bé Mozart đã rất nổi tiếng. Trong lĩnh vực âm nhạc, Mozart có rất nhiều thành công lớn. Nhà sáng tác nhạc người Áo này được người đời tặng cho danh hiệu nhạc sĩ thiên tài, nhạc sĩ lỗi lạc. Các tác phẩm làm chấn động địa cầu của Mozart lúc ấy, 200 năm nay vẫn luôn được coi là những tác phẩm kinh điển. Tên tuổi ông và các kiệt tác giao hưởng, các vở nhạc ca kịch như Đông Doanh, Đám cưới Figaro, Cây sáo thần sẽ sống mãi cùng nhân loại. Và sau đây, cô mời các em cùng thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Mozart nhé. Tác phẩm đầu tiên, Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là bản nhạc ca ngợi lòng dũng cảm của các chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ. Symphony số 40 được sáng tác năm 1788. Đây là một trong ba tác phẩm nổi tiếng nhất và hoàn hảo nhất của nhạc sĩ Mozart.
Đây là bản sonat nổi tiếng nhất trong tất cả các bản sonat dành cho piano của nhạc sĩ Mozart. Nhạc của Mozart có một vẻ đẹp hoàn hảo, mẫu mực. Các nốt nhạc của ông bao giờ cũng tạo cho người nghe một cảm giác hài hòa, cân đối. Chính vì vậy mà mọi người thường hay nói, trẻ nhỏ nếu được nghe âm nhạc của Mozart sẽ có một sự kích thích rất tốt để phát triển về trí tuệ và tâm hồn. Và bây giờ các em hãy lấy vở và bút viết ra để ghi chép lại các em nhé. Về nhà các em học thuộc bài hát Hola He, Hola Ho. Đồng thời các em hãy tìm hiểu thêm một vài tác phẩm của nhạc sĩ Mozart. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em.